Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Đấy, các bác hôm nay lên thì các bác em họa mi bộ to như khiếu các bác nhá. Đấy, chim thuần khoảng tầm 90-95% rồi các bác nhá. Bóng bộ đẹp, dáng dấp thì nói chung là quá là ok luôn, chuẩn chỉ dáng ngũ trường anh em nhá. Đấy, các bác có thể thấy con chim nó đứng nó hót này, bộ to nhìn nó đẹp lắm anh em ạ. Em thật anh em rồi đấy. Các bác có thể thấy là chim rất là ok các bác nhá, chuẩn chỉ dáng ngũ trường luôn anh em ạ. Đấy. Khi mà em bắt ở bản ấy thì là em có test con chim này thì các bác nhá, có video test chim đấu chim ở trên bản rất là tốt rồi. Hôm nay về nhà thì bắt đầu là chim nó khỏe mạnh lại, em mới họ quay video cho anh em xem. Bởi vì là khi bắt ở trên bản em thấy con chim này nó quá đẹp anh em ạ. Em sẽ cho anh em xem đầu mặt của nó nha các bác nhá. Đầu mặt con này quá ok luôn anh em ạ. Mỏ vàng anh em nhá. Đây, chân này anh em này. Móng mèo này, móng đẹp chưa này các bác này. Cao cầu nhá, bóng bộ cực kỳ là ok luôn. Cực kỳ là ok luôn các bác nhá. Chân này giống chân này các bác. Nói chung là anh em ạ, con chim này không chê được một điểm gì anh em ạ. Đó là hàng chuẩn chỉ ngũ trường rồi, cao cầu bộ to như khiếu coi nhá. Đây em lại gần nó cho các bác xem nhé, độ thuần nó như nào nhé coi nhá. Đây em đang để nó đây. Đây lại gần cho các bác xem nhé coi nhá. Vẫn nói theo nhá. Đó. Các bác nhá, để mà thuần đét thì con chim này nó chưa thuần đét hẳn. Nhưng mà nói về dáng dấp và bóng bộ con chim này thì không chê được đâu anh em nhá. Mời anh em ngắm em nó nhé con nhé. Alo ạ. Đúng rồi anh ơi. Vâng ok anh, vâng em cứ một con. Vâng. Vâng ok anh. Luôn anh em nhé, em họ mi này già dừng các bác nhá. Đó.
khê luôn anh em ạ. Thanh lý đúng không? Em bán hết cả bốn con đấy rồi, nhưng mà có video rõ ràng đây, anh còn chụp gì nữa? Em bán hết cả bốn con đấy rồi. Em bán hết bốn con đấy rồi anh nhá. Bán rồi anh ơi, bán rồi.
Anh em nào bù kết em họ mi này thì alo cho em nhá, số điện thoại của anh là 0974648999 nhá. Em đang xin phép dừng video đây. Xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em những clip sau nhá. Clip con chim 15 phút, bộ to như kiếu, nhìn chắc chắn là các bác cũng yên tâm được không các bác? Coi nhá. Chào tất cả anh em nhá.